Vâng, chị ơi, em ở Lai Châu Vâng, ạ. chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, cho em gặp bác sĩ tâm lý vì là em nhỏ như thế này. Nghĩa là các cô như em dạy cái gì có gì quá đi theo sau đều không tốt đấy. Thì em này mắc vào ba cái quá chị ạ. Vâng, bạn nói đi ạ. Thì có ba cái quá, đâm ra vợ em là chán, đâm ra là loại đi cầm bồ. Cái chuyện gia đình của mình xảy ra như thế đã lâu chưa ạ? Em thì đến giờ nó khoảng tầm 3 tháng, nghĩa là nó đi cặp bồ. Ồ, nó xảy ra cái việc nó đi cặp bồ là năm thứ ba rồi. Đã 3 năm vợ ngoại tình đúng không ạ? Vâng. Và mình có trò chuyện với vợ không ạ? Nói À, những cái cảm xúc em của có mình. mà vợ cái thằng khi nó lên nó có nằm trên cơ quan với vợ em một lần, em với vợ em một lần. Mà thằng kia lại là thằng bạn thân của em. À thế ạ. Vâng, Vâng. rất là khó xử đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé, xem Vâng, là bạn vâng ạ. cần phải làm gì ạ. Rồi, xin Vâng. chào em. Vâng, em chào anh ạ. Em bao nhiêu tuổi? Anh ơi, em thì năm nay mới là 44 anh ạ. À, cũng còn trẻ nhỉ. Mình có đi làm không? Em có ạ. À, ba cái quá của mình là quá gì đấy? Em là Say một rượu một quá là độ khổ này. quá này, Hả? thứ hai là chịu khó quá, thứ ba là chiều vợ quá này, Một là gì quá? khỏe quá. Khỏe là mình vác được con voi chạy hay là khỏe là một tuần phải làm 5 lần? Em thì khỏe, các mọi cái trên đời này cái gì em cũng khỏe. Em thì vác nghe là hai tay hai ba xi măng, một vai ba xi măng em đi bình thường. Rồi, nói chung là trời cho cái sức khỏe, mình trèo núi trèo nước là băng băng và Và đá bóng tới hàng chiều ấy, em cũng khỏe lắm, úi rồi. sáng trưa chiều tối đêm lúc nào có sân em đá được lúc đấy. Thế rồi, đấy là một là khỏe quá này, hai là hiền quá Khó đúng không? quá, chịu Hả? khó quá, À, chịu khó là sao? chịu khó nghĩa là công việc gia đình nhà em làm dịch vụ giặt chăn cả một thị xã, mỗi một ngày Hàng nghìn cái chăn. lo khoảng tầm 30-40 chiếc chăn, mà vợ em không bao giờ biết giặt là cái gì cả, và quần áo gia đình và cơm nước gia đình vợ Là em mình cũng làm gần như là tất không biết gì cả. rồi. Thế và cái thứ ba là chiều vợ À, quá đúng không, chịu vợ quá thì anh ạ. không cho làm ăn gì, chỉ có ngồi đấy, mình thì vừa giặt chăn vừa kiếm tiền, ngoài ra thì lại còn cơm nước, sau đấy thì buổi tối thì lại làm cái món kia, thế là vợ chả có việc gì làm, thành ra nó cũng À, chán. anh em hỏi này, anh từ thấy trên xã hội này chắc là có thằng nào là đi mua băng vệ sinh cho vợ bao giờ chưa anh? Bao giờ chưa anh? Có anh. À vâng. Thế còn cả em đấy, nghe em một chiều vợ đến mức độ mà khi mà em ra quán mua nó giật mình, nó trợn mắt lên, nó em còn gì có thấy được ai đi mua băng vệ sinh cho vợ bao giờ đâu anh. Ok, nếu Nhưng vợ mà què hoặc vợ ốm thì vẫn phải vâng thì vẫn vợ của em mua, nhiều bà vợ còn mà đi. lúc đấy là vợ đang tắm ở trong nhà tắm, thì nó cũng gọi với nên nó bảo ba ơi đi, mẹ hết băng vệ sinh mẹ đi mua cho ba, mẹ băng vệ sinh đi. Thế là em phi ra quán em mua. Chuyện ấy bình thường. Anh cũng đang đi làm thì bị vợ nhắn rằng là chiều nếu lúc nào anh về anh rẽ vào lấy cho anh 4 bịch, anh cho em 4 bịch cho, thế mình vẫn anh lấy. anh 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 Đoàn ơi, anh chưa hỏi tên em. Thôi tên thì thích thì em nói chứ nói sợ nói lên đài rồi nó lộ của em Không, về nguyên em tắc. bây giờ chả còn gì rồi anh ạ, À, em tên giờ là còn gì? vì em là chị sau của Lại Văn Sâm, Là Lại Văn em là Lại Lại Thế Dương. Lại Thế Dương. Vâng, em là Đúng chị rồi. sau của Lại cùng chi, nên là nó hơi khác họ một tí. Cũng họ Lại nhưng mà cái chi Thế Dương. Vâng. Còn Văn Sâm thì nó ở trên đấy, cũng vì uống Văn Sâm mà cuối cùng nó thành như Thế Dương ấy. Thôi được, phải Vâng. nói cho vui thế, nhưng mà chuyện của em là thật đúng không? Vâng ạ. Em khỏe, em tử tế, em kiếm được tiền, em chiều vợ. Nói anh em đẹp trai phong độ lắm. Thế À, xong rồi. em nói với anh này, Lý Đức 10 thì anh cũng hiểu về Lý Đức, hình dạng người Lý Đức rồi đúng không? 10 thì em phải đặt tối thiểu được 8. Nó cũng cuồn cuộn như thế. Và em cơ bắp bụng em 6 múi tuổi, em bị tai nạn năm 2010, giờ em không tập luyện gì nữa, mấy thì là Nó còn có 5 múi. đó phải một múi rồi, trước cái bụng em là 6 múi đàn ông, nhìn thấy em đánh cầu là Cũng còn còn thích. đứng đứng còn đứng ở ngoài khen ông này, không biết ông ấy ăn cái gì, ông làm cái gì mà người đẹp thế. Thôi được rồi, tóm lại là vợ em rất may mắn, nhưng mà 3 năm nay ngoại tình với cái cậu bạn thân của em. Vâng. Bạn thân của em
Vâng. Mà cậu bạn thân cũng có vợ rồi mà vợ anh ta còn lên tận cơ quan của chồng đúng Bởi không? vì là Làm ầm anh lên. bởi vì là thằng bạn thân làm cùng vợ em và vợ nó làm cùng vợ em, nghĩa là thằng bạn thân nó là sếp của vợ em. Rồi. Vâng. Thế thì em đã giải quyết như thế nào hay là cứ 3 năm nay cứ kệ họ hỏi mà làm gì thì làm? Thì em đợt anh là về sau em kêu hôm đấy em bực quá rồi em mới bảo với vợ em ấy, mẹ mày tối nay con gái ngủ đi xong ra ngoài giường tao tao nói chuyện một tí. Thế là đến lúc mà các con cái ngủ hết rồi thì nó đi ra. Anh ạ, từ năm 21 giờ em ngủ riêng, em không ngủ chung. Thì đến lúc khoảng tầm 1 giờ nó con cái ngủ hết rồi mới ra, nó bảo ba bảo mẹ. Thế em bảo nó như này, nghĩa là mẹ mày tôi thấy cuộc sống nó chán quá rồi. Thế tình hình là vợ chồng mình ly thân đi. Thì nó bảo thôi bạn, nó nghĩ một tí là thôi bạn, thôi không ly thân đâu mà ly dị đi. Vâng. Nói chuyện ly dị mà như hai đứa trẻ con chơi trò gì xong là tao mày phát xít Hitler nhau không chơi với nhau nữa thế hả? Ba ơi, ba chúng mình đi. Anh Minh Đoàn ơi, có nghĩa là em có một cái tình yêu đẹp nhất tỉnh Điện Biên luôn, em Ê, chưa thấy tưởng Lai cái, Châu chứ. dạ, Tưởng là tỉnh Lai Châu. Nghĩa là em là tỉnh Lai Châu cũ, nhưng mà Bây tỉnh Lai giờ thì Châu chuyển nó về về Điện qua Biên rồi. sông Đà thì nhà em lại trực thuộc tỉnh Điện Biên, À, là rồi. em vợ chồng em có cái tình yêu đẹp nhất tỉnh Điện Biên em kể cho anh này, bọn em yêu nhau 11 năm, yêu nhau trong trắng, hai đứa em ở Thái học ở Thái Nguyên. Một mình em thuê một phòng, vợ em học ở Hà Nội, một mình thuê một phòng. Đôi tuần này em xuống, tuần sau vợ em là người yêu em lên. Hai đứa làm với nhau, Mà để không đôi làm khi gì chỉ, gìn giữ không, đôi suốt khi 11 trần năm. trần chuồng làm chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ không làm gì cả. Thế thì cởi làm gì cho nó phí? Cho mình cảm nhận được cái sự yêu đương đấy. À nhưng mà mình vẫn Và kìm nén, mình không làm nó quá giới hạn đúng không? Thôi được bây rồi. giờ không 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 phải toàn này. Trước khi vợ em nhận lời yêu em tán vợ em 35 lời. Thì trước khi nhận lời vợ em bảo như này, anh Dương ơi thì em sẽ nhận lời yêu anh nhưng mà với lúc nào, với điều kiện, và điều kiện gì anh cũng làm. Thế là nó bảo mình không làm gì trước khi cưới, đồng ý luôn. Thế là vợ em mới nhận lời yêu em, mà em nói thật với anh Toàn, em còn chắc anh cũng ít tin người như thế này lắm. Có nghĩa là em mang một cái xe đạp mini tàu từ Hà Nội, từ Thái Nguyên sang Hà Nội cho vợ, cho người yêu. Đến lúc mà ăn cơm tối xong rồi rủ nhau, thế là bảo mai mình chơi đi. Thế là đồng ý. Thế em đặt mẹ anh là em chạp xe đạp, bằng xe đạp chở người yêu từ Hà Nội đến Thái Nguyên. Chỉ là Mà mini đúng không? một là em để chiếc xe dọ một tay em giữ, một tay em giữ vô lăng xe em đạp. Em đạp đến khi về Thái Nguyên không ai tin. Những năm tháng chiến tranh vất vả thì người ta tin, còn thì thời đại này mà như thế thì đúng là cũng có nhưng mà cũng hiếm. Vì thời lượng chương trình nó không có dài, chúng ta không tâm sự được nhiều. Em có tình yêu đẹp vượt qua bao nhiêu thăng trầm và khó khăn gian khổ mới đến được với nhau này. Em là người chiều vợ em khỏe mạnh rồi, mình mọi việc là nếu như có thể nói được là một người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ thèm muốn. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó, em đã nói một cái là thái quá đúng không? Đây thì quà có chữ quà đi theo sau đường tốt Rồi, anh ạ. mình chiều vợ mình làm mọi việc rồi mình không cả cho vợ không cảm nhận thấy rằng là cô có vai trò gì trong gia đình cả, cô chỉ có ăn đi chơi ngoài đi làm ra rồi vân vân. Hai nữa là ngay cả cái chuyện cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi, mình cũng chỉ lấy mỗi cái khỏe mình ra thôi, mỗi cái khỏe mình ra thôi, mình cứ thước đo là một tuần mấy lần rồi Mà là anh Toàn, em cắt lời anh em có một chút em bổ sung này, với là em về cái chuyện quan hệ vợ chồng ấy thì em chả biết là khả năng của em như nào mà em nghĩ như thế, em bảo chắc là mình làm được thôi. Có nghĩa là em mỗi khi mà làm quan hệ ấy, thì là vợ em thì đến khi vợ em lên cái chấn lên, là vợ em có 10 đầu ngón tay thì quẳng cái mông em và ghi 10, cắm 10 đầu mông em ghi xuống anh ạ. Rồi, thì nói chung là mình cũng có năng lực, mình cũng làm cho người vợ cảm thấy là vui vẻ, thỏa mãn. Và cái Vâng. việc mà như em tả đó là một trong dấu hiệu là người phụ nữ đã đạt được những cái điều mà vui thích đúng không? Vâng ạ. Tuy nhiên thì anh vẫn có muốn quay trở lại với cuộc sống hiện tại đi, mình phải sống hiện tại, mình mới có ba mấy tuổi, cuộc Em sống 40 mấy ạ. à quên, mới có 40 mấy xong rồi Vâng. 3 năm nay vợ
này vợ với lại cái cậu bạn thân này chỉ ngủ có một lần hay là đi quan hệ với nhau có một lần hay là bây giờ cứ thường xuyên đều đặn? Thực ra thì em được mệnh đoàn như này, không biết nó ngủ ngay như thế nào, nhưng mà em thì về nhà nó thờ mấy em á, nó thờ chăn gối mấy em. Mà em thật mệnh đoàn là em thấy vợ em là có hai cái nhất tỉnh Điện Biên và mẹ vợ em có một cái nhất tỉnh Điện Biên. Thì anh em kể cho anh luôn nhé. Đàn bà nào mà em thật với anh là em xây nhà, em là kỹ sư xây dựng. Khi em xây nhà là em vợ em thích tập aerobic, em xây một Phòng tập riêng. gian khoáng ở trên tầng 2, nó khoảng tầm 20 phân, khoảng gần 30 mét vuông để cho vợ em tập aerobic đấy, chơi máy tính máy tính đầy đủ. Nhưng mà không hiểu sao mà em nói với anh là nó cứ 4 rưỡi đến 5 giờ sáng là cùng. Và mùa đông anh ạ, mùa đông thì trời nó tối như mò mò rò rồi, thế mà nó đi, nó gọi một thằng bạn em đi bộ đi tập thể dục đi lên trên rừng anh ạ. Rồi. Và đây đấy là mà vợ em mà có một cái nhất, và một cái nhất thứ hai nữa là vợ em chắc là anh chưa chứng kiến trường hợp nào, chắc là nó quá hiếm là như này. Khi ký giấy kết hôn của em với em, không bố mẹ đẻ biết, 4 đến 5 tháng sau bố mẹ đẻ mới biết. Và Sợ là bố mẹ ngăn cản cho nên là hai đứa đi gọi là đăng ký kết hôn chui đúng không? Chui là tức không, là em vòng hoàng em gọi cái thằng chủ tịch phường, thì thằng ấy là bạn em. Thứ bảy này mày ở nhà, cái thằng này tao chỉ để kết hôn, nó bảo lương như thứ bảy, thứ bảy mày về làm, tao nói chỉ thứ bảy thôi mày, nó bảo thôi được rồi, chỗ mày bảo thì tao thì tao làm, tao ký cho mày. Thế là thằng bạn em đấy, thằng bạn thân của em mà, thế là nó lên là nó ký cho em đấy. Và mẹ vợ em là tỉnh Điện Biên là như này nữa anh ạ, có nghĩa là em cũng chưa tỉnh Điện Biên, em chưa từng thấy nghe thấy trường hợp nào mẹ đồng ý cho con gái bỏ chồng, vun không vén là cho con gái bỏ chồng. không hiếm đâu nếu như người chồng không xứng đáng. Không, nhưng Thôi mà tóm lại anh thế này đi em ơi, kể chuyện của em rất anh là anh dài, Minh Đoàn ơi, như thế này thì kể không biết bao giờ mới chứ. có hồi kết. Thế bây giờ em muốn cái gì, em muốn cửa sổ tình Em yêu muốn nói gì với là em? thực ra nó thật manh là bây giờ thì nó tan tan hết rồi anh Đoàn ạ. À, gọi là em muốn giải bày tâm sự, kể cái câu chuyện của mình cho mọi người cũng biết để em nhẹ lòng thôi, chứ còn nó toang Vâng mất vâng rồi đúng vâng không? đúng 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 đúng, em sẽ chia sẻ cho mọi người. Rồi, thế thì em chia sẻ thêm một chút xíu nữa, bởi vì còn rất là nhiều các bạn gọi điện thoại đang chờ xếp hàng Vâng nhé. vâng vâng Em nói thật manh là em thì về cái là người chồng em vừa kể sơ sơ với anh thì anh cũng thừa biết là em như thế nào, cũng thừa biết là em như thế nào rồi. Về nói với anh ấy về phong độ, từ người hình dáng phong độ đẹp trai, người bụng phóng múi, cơ bắp quần quận quận, còn chiều vợ là nấu cơm nấu việc mọi cái, làm ăn nhà nước và làm ăn thêm dịch vụ ở ngoài ở nhà thì gần như em làm hết, vợ em gần như không phải làm một cái gì cả. Con cái thì em buổi trưa thì em cơm nước mọi cái em nấu nướng là con cái ăn. Thế còn vợ thì vợ em ấy thì bao giờ buổi tối về nhà em cũng phải giục, về đến cửa nhà vẫn nó cứ 6 giờ sáng 10 đến 15 giờ đi làm, đến tối đến 6 giờ 10 15 nó sẽ về nhà, thì bao giờ em cũng giục mẹ mày đi tắm đi rồi ăn cơm, tao nấu cơm rồi. Thì bình thường nó không sao anh ơi, bình thường nó không sao thì là nó sẽ đi nó tắm luôn. Còn có những lần mà nó mệt thì nó bảo là hôm nay mẹ nhiều bút toán mẹ mệt năm ba. Thế mà mệt thì đúng, vì là nhà em thì đầy đủ mọi tiện nghi, thuốc bổ thuốc bệnh có hết. Thế mà mệt thì đi thuốc uống, thì nó quay lại nó bảo gọi anh lấy chỗ đồng mà uống. Thế là em lại nóc cốc em ra lấy cho nó 2 viên nửa cốc nước nó uống anh Đoàn ạ. Thôi, có lẽ cũng không còn có gì để nói nữa. Vâng. Xin nói với em rằng cuộc sống vợ chồng thì không phải cứ tốt mà được kết quả. Thì anh đó em nói cái đầu cái gì, các chị nói cái gì từ đầu này, em nói là cái gì có chữ quá đi theo sau đều không tốt Đúng mà rồi, anh. đúng rồi. Phụ nữ, đặc biệt người ta là một con người, người ta cần thứ khác, người ta cần em được trân trọng, cần đặt người ta vào vị trí như một người vợ.
người ta về người ta được cái niềm vui là chăm sóc chồng con, người ta đi chợ nấu ăn, người ta muốn mua món này món khác nấu lên, thấy chồng ăn xong rồi khen trời ơi mẹ mày giỏi quá, và người ta sung sướng chứ không phải là lại trở thành con gái của em để mà rồi ngồi đấy xong em nấu cho ăn xong rồi là đi tắm đi cho ăn xong rồi là đi tắm đi xong rồi rót cốc nước rồi lấy 2 viên thuốc bỏ vào mồm để cho cô ấy uống, tự nhiên cô thành người khuyết tật à.